ạ. Ông cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh thì ví dụ như là trong cái trường hợp ông bị vi phạm bản quyền bức ảnh nào đó thì ông sẽ làm như thế nào? À, nếu mà vào trường hợp của tôi thì tôi nói thật là tôi sẽ làm đến cùng. Riêng tôi thì nó có thể hơi khác là này. Tôi không phải là tôi cần cái tiền mà người ta trả lại cho tôi. Vâng. Bởi vì cái tiền đó với bất cứ ai cũng như tôi là nó không lớn. Nhưng mà tôi muốn tất cả các nghệ sĩ hoặc là các tờ báo là phải đi đúng cái quy định của nhà nước bảo vệ cái bản quyền thì phải làm rõ trắng đen. Vậy làm rõ trắng đen thì như vậy là rõ ràng là gì, là mình phải lại mất tiền với luật sư, mất tiền với tòa, khiến ra tòa là phải anh phải phải có phí. Vâng. Đấy, thế thì như vậy là gì, nếu như mà tôi mà trường hợp mà đúng là tôi thì tôi sẽ làm đến cùng. Nhưng mà để rõ ra, nhưng mà vấn đề này tôi cũng nói là khi tòa án rõ ra thì tôi là cái người bên nguyên đấy, thì như vậy bên kia bị thua kiện thì phải phạt lại trả lại tiền tôi toàn bộ cái phí không. Nhưng mà ông này bảo không có thì như vậy là tôi mất hoàn toàn. Thì những cái điều đó là thực ra là ở chúng ta làm chưa rõ ràng. Vâng. Cho nên là anh em là chúng ta cũng ngại. Và thực tế là có những cái điều này tôi cũng phải nói mạnh lại. Là có những ông mà muốn mua các luật sư. Thì là ông ấy bị chỉ ra thì như vậy là ông vừa mất tiền mà ông ấy bị ê mặt. Và ông không còn chỗ làm ăn nữa. Thế ông sẵn sàng bỏ tiền ông mua đằng sau. Thế mua đằng sau rồi thì cái người kiện, ví dụ như tôi kiện này, thì liệu tôi có thắng không? Ai đã làm chứng cái này? Bởi vì trên thực tế là đã có những cái chuyện như là tắt léo nhiều rồi thế này. Mà chính vì vậy là người ta cũng ngán, người ta không muốn làm. Vâng, theo ông thì cái câu chuyện khó quản lý bản quyền ảnh ở đây thì xuất phát từ nhận thức kém hay là từ cái việc các kiểu xâm phạm ngày càng hiện đại hơn? Bản thân những cái người vi phạm ấy là họ có chủ ý và họ không tôn trọng luật pháp và họ liều và họ xấu. Chứ kỹ thuật nó không làm cái việc gì ấy. Anh dùng nó vào cái gì là mục đích của anh chứ không phải là kỹ thuật nó tự làm được. Nó lại dùng kỹ thuật phục vụ cái lợi ích riêng cho mình chứ không phải là tại kỹ thuật. Nhưng mà có một điều tức là so với các ngành nghề kỹ thuật khác thì như vậy là ăn cắp của cái chiếc ảnh nhanh hơn, dễ hơn. Và chính như thế là họ lại càng liều lĩnh hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật VV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Lê Thơm và khách mời chương trình là nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Trí Thành cùng bàn luận về chủ đề vi phạm bản quyền nhiếp ảnh không chỉ cần lời xin lỗi. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Trí Thành ạ, trước cái tình trạng nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật bị vi phạm bản quyền thì cái hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đã ra đời ạ. Nhưng mà có ý kiến thì cho rằng là cái hội đồng này chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế ạ. Ông có thể giải thích vì sao như vậy? Ngay từ đầu thì tôi đã cảm thấy là nó rất khó thực thi và triển khai. Vâng. Bởi vì thế này, nó không có cái bộ phận riêng, tức là những người mà làm cái này là phải là độc lập. Mà ví dụ như nhiếp ảnh thì họ lại yêu cầu cái ông chủ tịch hội nghệ sĩ nhiếp ảnh của tôi vào làm cái công việc này. Thì bây giờ có cái chuyện nó kiện tụng nhau này mà ông lại phải đi truy tìm mà giải quyết thì rất là rượu vợi và không có thời gian. Cái thứ hai là làm cái này thì phải là những người am hiểu về luật. Nhưng mà hầu như tức là các vị này đều là các nghệ sĩ, thế thì các vị cãi này không có luật, các vị bảo vệ người ta không có luật thì làm sao mà có thể là chắc chắn được. Thế còn thực tế thế này, tức là chúng tôi rất hoan nghênh khi mà có một cái hội đồng ra đời. Thế nhưng bây giờ là cái quy chế làm việc mà cái gọi là cái hiệu lực của nó và cái sức nặng của nó được công nhận trong cái hệ thống luật pháp Việt Nam như nào đã có chưa? Cái đó là rất quan trọng. Cái hội đồng này có quyền là phạt người nào không? Và có quyền để đưa họ ra tòa không? Vấn đề là như thế chứ không phải là chỉ thấy bảo ôi cái tác phẩm này là bị xâm phạm rồi, tôi biết, thế xong rồi thôi, hoặc là bỏ đi. Thì như vậy là không giải quyết chuyện gì cả. Tôi nghĩ là khi ta làm đến cái việc mà là bảo vệ bản quyền và nó là theo cái luật thì chúng ta phải làm đến nơi đến chốn. Cho nên là cái bộ phận này ra đời thì cho tôi biết đến giờ là chưa phát huy được tác dụng và hình như chưa giải quyết vụ nào. Cho nên là ông Nguyễn Kiến Thành có nói là cũng ít. Thực ra là có nhiều cuộc như thế nhưng mà diễn ra hàng ngày như thế mà tại sao họ lại không đưa đến cái hội đồng này. Thì để lấy thấy là cái hội đồng này với cái thực tế của chiếc ảnh nó còn có khoảng cách. Vâng, hiện nay thì trong cái lĩnh vực âm nhạc hay là văn học thì đã có trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả nhưng mà nhiếp ảnh thì lại chưa có. Theo ông thì hội nghệ sĩ nhiếp ảnh cần có cái tiếng nói như thế nào khi mà các hội viên của mình bị xâm phạm bản quyền? Việc này thì từ khi tôi làm chủ tịch hội tôi đã đặt ra. Vâng. Và chúng tôi cũng muốn lập riêng
một cái bộ phận để theo dõi bản quyền. Và thực tế là những năm ấy chúng tôi đã bắt đầu xin nhà nước để xây dựng cái trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia. Và cái trung tâm đó theo dự kiến của chúng tôi là vận hành là phải có cái bộ phận bảo vệ bản quyền. Thế nhưng mà sau cái tôi nghỉ thì đến những nhiệm kỳ sau thì các anh ấy cũng chưa đặt đến vấn đề này ra. Cho nên là đấy cũng là nói thực ra là một cái thiệt thòi cho hội viên. Mặc dù là trong cái điều lệ của hội, từ khi thành lập hội cho đến bây giờ là vẫn có một cái chữ, tức là gì, là bảo vệ quyền lợi của hội viên. Mà bảo vệ quyền lợi hội viên là bảo vệ cái tác phẩm, cái giá trị tác phẩm ấy, bản quyền của họ ấy, là quan trọng nhất. Đến giờ thực ra là hội chưa làm được. Cho nên tôi thấy là nếu như cái nhiệm kỳ tới mà các anh em mà lưu ý đến chuyện này, có tiếng nói của mình hẳn hoi, có người theo dõi và có tiếng nói bằng văn bản hẳn hoi đối với các trường hợp xử lý này, và đấy là cái đầu mối liên kết với các cơ quan luật pháp để mà xử lý vấn đề, thì tôi nghĩ là anh em hội viên họ cũng rất là phấn khởi. Cùng với các cơ quan chức năng thì chính những người nghệ sĩ cần phải chủ động phòng ngừa những cái vi phạm bản quyền ạ. Theo ông thì người nghệ sĩ sẽ phải tự bảo vệ những cái đứa con tinh thần của mình bằng cách nào? Nó có cái khó khăn này, tức là họ có tác phẩm thì họ muốn công bố, chứ không phải bảo vệ bản quyền của mình là tác phẩm chỉ để ở nhà mình. Thế thì công bố ra bên ngoài rồi thì như vậy là có thể là một cái tờ báo người ta đã sử dụng, thì như vậy là những cái người khác sử dụng tiếp trên trang mạng như thế này, thì như vậy là họ rất khó theo dõi. Và khi họ phát hiện ra được thì như vậy là họ mới lên tiếng. Nhưng mà lên tiếng như vậy thì tôi nghĩ rằng này nó phải có sự đồng bộ của hội này để bảo vệ quyền lợi cho họ này, rồi của các nhà làm luật này và những người thi hành luật này, thì họ mới có thể làm được. Và cụ thể là gì, như tôi đã nói, tức là cái chế tài để mà phạt những cái trường hợp này nó phải dứt khoát và được công bố rõ ràng thì người ta mới sợ chứ. Ví dụ bây giờ tôi lấy cái ảnh này của anh, là nếu bình thường là giả nhóm ảnh của anh 1 triệu đấy, nhưng bây giờ anh không thực hiện đúng cái quy định của luật pháp về bản quyền thì anh phải bị phạt như là đến 50 triệu hay là 70 triệu đó. Thì anh tự nhiên sợ ngay. Thế và như vậy đến lúc đó thì cái người nghệ sĩ không phải đi mặc cả với cái người bị vi phạm đó, mà đã có luật pháp họ để sẵn rồi thì mới được, chứ còn nếu không thì cãi nhau tay đôi thì không bao giờ ra được. Vâng. Thế còn cái việc mà nghệ sĩ nên đăng ký cái bản quyền tác phẩm của mình thì sao? Cái đó tốt quá, cái đó là nên khuyến khích các tác giả phải làm. Bởi vì khi mà đã có đăng ký bản quyền rồi thì cái tác phẩm của mình là đã được mặc nhiên nhà nước công nhận đấy là của anh. Thế và ai vi phạm thì lúc đó là có cơ sở xử lý là rất hay. Tôi nghĩ là cái này là các nghệ sĩ chúng ta chưa có cái thói quen hoặc là còn lời. Cái điều đó là dở. Mà khi có những tác phẩm nào của mình cảm thấy là rất có giá trị, yêu cầu đăng ký, mà đăng ký bản quyền không có tốn kém gì ghê gớm cả, theo tôi biết như vậy, thì như vậy là mình mới có cái cơ sở bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Vâng, tuy nhiên thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng là bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh thì đạo đức nghề nghiệp rất là quan trọng, phải không? Thì người sử dụng, người khai thác ấy, phải có đạo đức nghề nghiệp, và đạo đức của một công dân, đạo đức của cái người mà sống nó phải có gọi là công bằng thì mới được. Chứ còn thì bản thân cái nghệ sĩ thì tôi nghĩ là họ không có lỗi gì khi họ bị vi phạm. Còn bản thân các nghệ sĩ mà lại đi vi phạm ảnh của người khác thì đấy mới là vấn đề là cần lên tiếng. Tức là anh cũng là nghệ sĩ mà tiếng nghệ sĩ mà anh lại lấy ảnh của bạn để làm cho tác phẩm của mình, hoặc là pha chế.